Chúng tôi muốn có một chương trình Medicare Advantage quan tâm đến chúng tôi, quan tâm đến văn hóa của chúng tôi, quan tâm đến các nền tảng giá trị của chúng tôi. Vì chúng tôi tin rằng giữ gìn sức khỏe không chỉ nhờ vào y học, đó là sự chăm sóc sức khỏe toàn diện. Bởi vì có rất nhiều điều chúng tôi muốn được làm, rất nhiều điều chúng tôi muốn được trải nghiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn CleverCare Medicare Advantage HMO Plan. CleverCare khôn khéo dựng nên từ sức khỏe và văn hóa.